Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mà xin giới thiệu mọi người 10 món đồ nha. Đấy, cũng toàn món giá rẻ thôi. Đấy, thì có đồng hồ đo điện điện tử này, giá rẻ này. Rồi, đồng hồ kim này. Rồi chiếc bút thử điện này, rồi chiếc này đồng hồ đo tụ này nha các bác. Đó thì đầu video em bán cái này 100k này các bác, rất rẻ nhé. Cái này nó không có dây nha các bác. Đó, đồng hồ thương hiệu ôm này. Đấy, hoàn thành rất nét nha. Đó, rất nét nha các bác. Cái này nó không có dây nhé, tại vì nó là cái này em nhập về nó không có dây đó, thì cái nào có dây em để có dây, cái này nó không có dây, này nó chung cái lô hàng em thôi. Cái này nó chung cái lô hàng chứ bình thường em không nhập cái này đâu, nó đi chung cái lô hàng thì mình có rồi thì mới có được mà bán thì nhí cho các bác thôi, còn bình thường thì nó không có nhập những cái loại như thế này các bạn. Em chỉ nhập những cái đồng hồ nội địa Nhật đấy, đồ kia thôi, đồng hồ cổ rồi, nhưng còn mấy cái này thì thuộc cái dạng đồng hồ đời mới là em không nhập đó. Thì đầu video nha, em bán cái này 100k nha. Cái này nó không có dây nha các bác. Đó, thì các bác có hai sự lựa chọn này. Đó, một là mua cái dây Nhật của em này, dây Nhật dây đa năng nha, em bán 80.000 cặp rất tốt nha các bác. Nó có chữ Japan ở đây này. Đó, thì một là cái dây Nhật này 80.000 nha, cắm vừa hết nha các bác. Đấy, cắm vừa hết nha. Đó. Rồi, hai là các bác có thể mua cái dây của Việt Nam nha. Dây mới nha các bác. Dây Việt Nam này 20.000 nha. Đó, cặp dây 20.000 cũng cắm vừa hết nha các bác. Đó, cắm vừa hết. Đấy, thì để nhiều khi các bác mua gia đình các bác không có cần nhiều cái không có quan trọng lắm ấy, thì các bác mua những cái này là rẻ tiền để các bác sử dụng nhé. Đó thì cái này là 20.000 này, cái này dụ 20 này, cái này 100 là 120 là nó có cái đồng hồ rồi. Đó, còn cái này thì 80.000. Đó, giờ Nhật thì nó tốt rồi. Đó, đây mới của Nhật nha các bác. Đấy. Những cái mặt hàng này là em không có bao, từ 500.000 trở lên em bao chuyển khoản em bao ship nhé, còn dưới 500.000 em không bao ship nha các bác. Từ 500 trở lên là chuyển khoản em bao ship. Đấy, thì cái này là mã số 1. Đấy, 100k nhé. Đấy, thì cái này em cũng test mấy cái tính năng của nó. Thì cái này nó có đo điện là AC/DC tới 600V nha các bác. Đấy, AC/DC tới 600V. Rồi, đo mini ampe này, rồi đo diode, đo HME này, đo ohm, đo thông mạch. Đấy, rồi đo AC/DC nha. Rồi, để em test nha các bác, test một số tính năng cơ bản của chiếc đồng hồ. Các bác mua về dùng cái này là ok nhé các bác, dùng gia đình hay là các bác thợ cũng ok hết. Đó, nó là cái dạng đồng hồ là Trung Quốc xuất Nhật đấy. Cái này nhá, có cái thương hiệu, có cái sản xuất ở Nhật luôn đấy. Đấy, cái này thì là không có ghi sản xuất đâu, không ghi xuất xứ, thì em cứ cho nó là Trung Quốc xuất Nhật đi. Đấy, em bán ở bán thành lý các bác nhé. Rồi, đầu tiên em đo điện nhá. Thì điện gia đình các bác, thì điện gia đình thì thường là 220 230, thì nếu mà để cái thang 200 này thì nó sẽ không có báo, nó báo OL, báo lỗi. Thì các bác cứ để thang 600 nha. Đấy, các bác cứ để thang 600, các bác cắm điện này, em cắm điện. Đấy, điện em thì nó rất khỏe nha các bác, nó tới 230 kìa. Đấy. Đây để em lấy cái đồng hồ này em cắm cho các bác coi, điện này nó khỏe lắm. Rồi. Điện em thì cái ngay chạm này, cái chạm nó khỏe quá rồi. Rồi đây. Đấy, 230 mấy V luôn, thấy không? Nó điện này nó khỏe kinh khủng rồi. Rồi đây mình test cho các bác. Đấy, 230 này ha. Chung là đồng hồ điện tử nó báo những cái chỉ số nhỏ thì nó chơi nhạt 1-2V thì không đáng kể. Đấy. Rồi test điện DC nha các bác. Đấy, DC thì em đây cái một test này. Đấy, để thằng 600 nha. Đấy, test thì đó, cái này 10V này. Đấy, cục pin này. Đấy, 10V này. Đó, rồi để sang 20 chắc cục pin 1.5 này. Đấy, 1.59 này. Rồi, test ohm nha các bác. Ohm thì đây em để thang 200, em test còn 10 ohm này. Đấy. Đấy, 10.4, 10.5 này. Đó. 200k này. Đấy. À, 200 ohm. 20k này. Đấy, test là 2k2 này. Đấy, 2.19 nhá. Rất chuẩn nha các bác. 200k này, con này 59 rồi này, 59-60 này, thấy không? Rất chuẩn đấy các bác, mua cái này rất chuẩn đấy các bác, chuẩn cực luôn á. Này thì nó rất mới nhá, đó, nó dùng cục pin 9V đấy. Để mà tháo cho các bác coi bên trong này. Đấy, đây nha các bác. Đó, thấy không? Đó, nó dùng cục pin 9V này, lắp cục pin 9V, đấy, mạch của nó này. Zin nha các bác. Đấy, rất zin nha. Đó, ok chưa? Rồi.
ok nhé các bác, mã số 1 100k nha, không có dây nha. Đấy, một là các bác mua dây 80.000 của Nhật, hai là mua dây 20.000 của Việt Nam nha. Đấy, rất chuẩn. Rồi, mã số 1. Rồi, tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 thì chiếc đồng hồ Trung Quốc xuất Nhật. Đấy, thương hiệu Master này. Đấy, Master nha. Mã số 2 là 200 nha các bác. Đấy, này nó có cái hộp nhựa này. Đấy, cái trong sóc này. Hay à? Đấy, có trong sóc này. Đó, trong sóc bảo vệ nha. Đấy, em xem có tháo được không? Em tháo được, tháo luôn. Đó, rồi em tháo rồi nha các bác. Đây, đấy, mặt sau này, nó rơi góc. Đó, này em thay pin mới nha các bác. Thay pin mới rồi, đó, cái này nó nhiều chi tiết hơn cái kia. Đấy, cái này có còi báo này. Đó, nó nhiều hơn chi tiết hơn cái này nha. Cái này nó xịn xò hơn đấy. Đấy. Rồi rơi con tóc này. Đấy, cái này nó bật trong sóc luôn. Đấy, bật này. Đấy. Cái này thì nó có cái dây luôn nha các bác. Cái này có cái dây luôn. Đấy. Này mã số 2 200k nha. Có cả dây. Thì em lấy cái dây của em test nha, đỡ bị dỡ nữa nha. Rồi, các bác đo điện thì các bác cắm âm vào cổng quang này nha. Rồi, đo ôm, đo vôn, đo miliampe thì cắm bên này nha. Còn đo ampe thì cắm bên này nha. Đấy, cắm bên này. Rồi, đo điện trước để thang 600V này. Đó, 600V nha. AC nha, rồi đo điện AC này. Đấy, 234V. Đấy chưa. Đấy, giống cái này ha, ok chuẩn rất chuẩn luôn đó. Đấy, 234 nha, ok chưa. Rồi, đo điện DC này, DC nha. Đấy, 10V này. Để thang 2 đo cục pin này này. Đấy, 160, 159 này. Đó, 159, 6 nha. Đây thì em để 20 thang nào cũng đo hết. Đó. Thấy không? Rồi, ok nha. Để em test ôm nha. Đây, cái này nó có cái test không mạch này, có còi báo này. Đó, kêu á. Thấy không? Rồi, để thang 200 ôm này, test con 10 ôm nha. Đấy, 10.2 thấy chưa. Rồi, thang 2k này, 20k thì mới test được cái con 2k2 này. Nếu mà các bác để thang 2k nhé mà qua này nó 2k2 nó không có đo được ha. Đây, đấy, nó để mất số 1 không à. Đó, tại vì nó cao mà, nó vượt qua cái ngưỡng của nó. Đó, để lên thang 20 này, 20k nha. Đấy, 2.17 nha. Ok chưa. Rồi con này 59 số 10 phải lấy thang 200k nha. 200k. Đấy, 59.6, 59.7. Con này chuẩn đúng không? Rất chuẩn. Rồi, rồi ok hết rồi đó các bác. Mấy cái nhỏ nhỏ này em không test làm chi á. Đấy. Rồi. Đồng hồ này rất chuẩn đúng không? Đấy, có bao trong sóc luôn. Các bác mua về gia đình rất ok này. Gia đình đầy đủ tính năng hết. Đấy, dây nhá, dây của nó này. Này. Dây zin của nó nhá. Đầy đủ tính năng nha, này còn trong sóc. Đấy, cái này mã số 2 200k nhá. Những cái mặt hàng này em không có nhập về đâu các bác, tại vì là nó có chung cái lô thì là em mới có bán thôi, chứ còn nếu mà bình thường mà nhập một cái đồng hồ này không á, tiền cước không á, tiền cước không đã 200.000 rồi. Cước đọc cái đồng hồ này nha, cước một phí từ Nhật về Việt Nam ấy. Đấy là đã 200.000 cái đồng hồ này là tiền cước, nhưng còn chưa nói là cái tiền mà mình mua đồng hồ rồi là ship nội địa nọ kia nha. Đấy, cho nên là bình thường thì em không có nhập đâu, nó chỉ có một hai cái nó lẫn trong cái lô hàng của em á thì là mới có để mà bán thôi,
thì nó cũng chỉ có một hai cái thôi đấy, nên là em bán những cái này là bán rất rẻ cho các bác để các bác dùng đấy, chứ còn bình thường không có các bác ạ. Đó, tại em không nhập, mà những cái người buôn như em người ta cũng không có nhập làm gì hết đấy, tại vì là người ta chỉ nhập cái hàng của nội địa Nhật, hàng đồ cổ thôi, chứ còn mấy cái hàng đồ mới thì không nhập, chẳng qua nó có trong cái lô thì là bán thôi đấy, bán cái đấy là bán không có lời, mấy cái đó bán không có lời, có khả năng của lỗ vốn luôn đấy, mấy cái đó là bán gọi là nó có mình phải chịu bán lỗ vốn, để những cái khác mình lời, ví dụ cái này lời 50% thì những cái đó lỗ đấy, kiểu vậy. Rồi tiếp theo là một chiếc đồng hồ Casio mini nha, mini đấy, con này là mã số 3 200k. Cái này bữa trước thì có con giống vậy em bán đâu 400 bao nhiêu ấy, nhưng mà cái con này biết sao tại nó đứt cái dây này, đây nó đứt cái dây này đấy, thì em bán rẻ, các bác về các bác hàn cái này vào đây, các bác quấn bằng dính nhờ các bác dùng đấy, chứ nó đứt cái dây này, nó đứt một dây thôi đấy, còn máy móc hay là tất cả đều zin hết này. Đứt dây đó, máy rất mới nha các bác này. Máy số 3 200 nha. Đấy, rất mới. Đấy, thì nó đứt cái dây thôi, nó chỉ đứt mỗi cái dây thôi. Đây. Đấy, cái dây này đấu cho đây các bác về các bác hàn, các bác quấn bằng dính vào là được nha. Thì mã số 3 nhá, 200k nhá. Đấy, thì đây này em cũng test sơ mấy chức năng của nó. Đây, đồ ôm nha. Đấy, lên này. Đấy ha. Đấy. Lên này. Rồi nó pin này, test pin 9V này, đủ các thứ này. Đấy, này. Đó, 1.5 này. Đấy, nha. Rồi đo à thôi, đo điện này không có dí được nha các bác. Ở đây đo DC này, đấy, DC này, pin này. Đó, 50 này. Ha. Đo điện, được rồi, đo điện em cũng dí vào cái nha, nó cho các bác biết là nó còn có điện. Đấy, em chọn một cái. Đấy, nó điện nha các bác. Đấy, cái này nó không có cái đầu kia, nó rất nguy hiểm nha các bác. Về các bác hàn này hắn đo điện nha. Đấy, em lên nha. Ok chưa? Rồi, cái này mã số 3 200k. Đấy, thì các bác về các bác hàn cái đầu này vào là được, hoặc là các bác mà không thích hàn dính vào đây ấy, thì các bác mua cái dây của em này, mua cái dây 80.000 này này, đấy, mua cái dây 80.000 này, các bác về các bác cắt cái chân này nha, cắt hai cái chân này nha, hai cái chân này các bác hàn trực tiếp, rút bỏ hai cái dây này đi, vứt đi, hàn trực tiếp vào đây, hàn trực tiếp vào trong cái đồng hồ của nó, thế là các bác có cái dây xịn Nhật đấy các bác dùng nha, cắt cái đầu đi, hàn luôn vào đây, bỏ cái dây nhỏ nhỏ này đi đấy, không sợ đứt nữa là rất an toàn nha các bác. Đấy, cái dây 80.000 thì bác hàn vào đây mới là được cái đồng hồ nhà dụ 280.000 là được một cái đồng hồ Nhật đấy, thương hiệu Kaiser nha, thương hiệu Kaiser rất xịn sò. Ok nha. Rồi, mã số 3 200k đấy. Rồi tiếp theo là mã số 4. Số 4 là một chiếc đồng hồ Hiuki mini. À đấy, để em đi lấy mình lấy cái thước. Đấy, có cái thước mini quên nãy giờ không đo. Đấy, thì lấy cái thước cũng mini nữa các bạn. Đấy, thước Nhật luôn nha. Đấy, thương Nhật luôn này. Đấy, mini nha. Đấy, nói mini thì các bác cũng đầy bằng bàn tay em đây thì như này. Đây cái đo thực tế sơ sơ cho các bác. Đấy. Này khoảng 12 cm. Cái chiều đồng hồ của nó 5.6 thôi nha. Đấy, sơ sơ đây. Đấy. Thì cái chiếc đồng hồ Hiuki nha. Hiuki model là 3240. Đấy, Hiuki nha. Nó đo ACDC tới 500V này. Đấy, giờ đo thông mạch, đo diode. Rồi có là thông mạch, có còi kêu bit này, đo diode. Đấy, nó chỉ có mấy tính năng đơn giản thôi. Thì cái này mã số 2, à đồ mã số 4, 350k nha các bác. Đấy, nay đầu tháng em bán sale, bán rẻ cho các bác.
thì bình thường cái này thì nó phải hơn 400 đó, này em bán 350 đầu tháng này lọc các bạn đấy. Rồi dây này, dây nó có xoáy này, xoáy này. Đấy, dây nó có xoáy này, mấy cái đồng hồ này có thì dây nó có cái xoáy, còn đồng hồ này mới không làm xoáy. Rồi để mà test chức năng của nó nha các bác. Rồi đo DC này, DC này. Đấy, test cục pin này. Đó, 9,5V này. Cái này cho rõ. Đấy, test cục pin nha. Rồi. Đo AC này. Đấy, AC nha. Điện nó để hơi xa. AC. Đấy, 231V. Đó. 231 đây, cái này là 234. Nên thì nó chênh nhau 1-2V không đáng kể nha các bác. Đấy. Chênh 1-2V, nó có dùng sai của nó mà. Rồi, đo ôm nha các bác. Đo ôm này. Đấy, đo ôm này. Rồi. Con này 10 ôm nha. Đấy, 10 ôm ok chưa? Cho nhỏ lại. Không nhỏ nó không nhìn được đồng hồ kia. Đấy, các bác cũng nhìn thấy mà, nó là số đen nó cũng dễ nhìn mà. Đấy, 10 ôm, 10.1 này. Rồi, con này 2K2 này. Đó, 2.16 này. 2.17 này, con này 59,7 này. Đó, 59,7 nha, đúng luôn nha các bác. Ok chưa? Rồi. Rồi cái này đo thông mạch cho nó kêu này. Đấy, kêu, còn đo diốt nhá, diốt thì này. Đấy, một chiều lên này, cho điện đi qua nó lên này, còn chiều này không cho điện đi qua nó không lên. Đó, ok nha. Rồi, xong rồi. Cái này Hiyoki này, model 3240 này. Mã số 4 350, 350k. Đấy. Rồi, tiếp theo một chiếc đồng hồ cũng mini luôn. Yokogawa. Đấy, Yokogawa nha. Model này 7536. Đây. Model nha, 753601, model size 1 nha. Model 7536 size 1 thì nó có size 1 2 3 4 5 chẳng hạn. Thì cái tên nó là 7536 size 1. Đấy. Rồi, cái này thì nó có tính năng đo điện AC DC, rồi đo diode, đo ohm, đo thông mạch này. Đấy, cái này nút giữ giá trị, giữ giá trị và chuyển những cái số giá trị lớn nhỏ này. Đấy. Rồi, cái này là chuyển chế độ này. Đấy rồi, cái này thì xem là đồng hồ này sản xuất ở đâu. Đó, đồng hồ này sản xuất ở Nhật nha các bác. Japan này. Made in Japan nha. Đấy. Japan nha. Cái thời ngày xưa thì nó mới sản xuất ở Nhật chứ thương hiệu Yokogawa thì sau này họ chuyển sang Thái Lan rồi Đài Loan rồi Trung Quốc nhiều lắm các bác. Đấy, cái này là thuộc cái ngày xưa. Đấy, cái này thì cái đuôi nó rách tí à. Đấy, dây nha. Rồi, để em bật lên nha. Đấy, bật lên này. Đó. Test những cái... Rồi, tính nào. Màn hình máy tính là những cái đứng. Rồi, cái này nét đấy các bác nhìn thấy nha. Rồi đầu tiên là em sẽ test ôm nha, ôm này. Đấy, ôm. Rồi 10 ôm nha. Đấy, đúng 9,9 10 nha, ok nha. Rồi con này 2K2 2.17 á, Nam ghi vào đây 2.17. Đấy, rồi con này 59,7 này. Đó, lại nha. Đó, 59,7 thì nó đo được 59,3. Đấy, chúng nó có dùng sai xíu. Rồi đo pin, đo ACDC đây, đo ôm, đo thông mạch, đo diốt thì ở cái trên này nha các bác. Ok, đây cái nút gạt này này, đây là đo ôm này, đo thông mạch có còi này, đo diốt, còn đo vôn thì nó kéo ở đây. Đấy, còn tắt thì ở đây nha. Đó, thì bây giờ nó đang là
lô ôm này, tôi thông mạch chuyển chế độ này, đấy có nó lên cái còi này, tít này, đấy tít, đó, ok chưa? Đó, tiếp tục đo diode này, đấy diode nha, rồi bây giờ đo điện AC DC để cho ông đây, đấy trong vôn nha, cho vôn, rồi đây nó đang báo là đo DC này, đấy, còn đo AC thì ấn đây, dấu ngã là AC mà, đấy còn dấu gạch và gạch đứt thì là DC nha. Rồi đo DC trước nha các bác. Rồi cục pin này. Đó, 9,82V. Rồi cục pin này. 1,6V, ok nha. Rồi đo AC này, ấn đây AC này. Đấy. Đo AC nha. Rồi. Đấy, 232V. Chuẩn chưa? Chuẩn so với cái đồng hồ này nha, 232,6 này, ghê, hai cái nó, 200, thấy không, 232,6 này, rất chuẩn nha các bác. Yokogawa là thương hiệu nổi tiếng ở Nhật mà, đấy, rất chuẩn, chuyên về thiết bị đo lường mà. Rồi, ok, đấy, rồi nha các bác, chiếc đồng hồ này là mã số 5, 450K, nha, 450K, đấy, tắt đi này. Màn hình cũng rất đẹp nữa. Rồi. 450. Rồi, tiếp theo, tiếp theo để em test cái này cho nó ra đi. Để cho nó rộng chỗ. Cái này thì cái này là một chiếc bút thử điện nha các bác, bút thử điện là nó thử được điện từ 80V cho tới 7000V. Đấy. Từ 80 cho tới 7000V. Đấy, các bác làm điện cao thế, trung thế, hạ thế gì đó, đó các bác mua cái này về rất ok, gia đình cũng rất ok luôn. Đấy nha. Gia đình rất ok. Để em nghe điện thoại của các bác này, bác ngoài nãy giờ 3 cuộc rồi mà em đang quay video. Rồi các bác ơi, khách gọi 3 lần nên nó bắt buộc em phải nghe không có thì lại người ta lại bỏ lọ kia. Em đang quay video thì nhiều khi đây điện thoại này em để đây, nhưng mà nhiều khi em đang quay là các bác gọi em không có nghe được, tại nghe nó ngắt quãng. Thế mà khách cứ gọi nhiều quá thì em phải nghe, sợ người ta có vấn đề gì đó thì em phải nghe để hỗ trợ đấy. Thì xong rồi, đây đang giới thiệu cái quả đấy, nó đo điện AC tới từ 80V đến 7000V. Các bác mua gia đình hoặc là các bác thợ mua điện làm điện cao thế, trung thế, hạ thế đều ok hết. Đấy các bác ạ. Đây cái này nó test này. Đấy, cứ báo điện là nó có điện nghe, nó tít 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 như này. Đấy, kêu to lắm, còi kêu to. Rồi cái này thì nó sản xuất năm 1989 nha các bác. Đấy, sản xuất năm 1989. Nghe không? Đấy, đồ cổ, em buôn toàn đồ cổ mà. Đấy thì em đo cái kích thước của nó nha các bác. Đây. Kích thước từ cái đầu tiên, từ cái đầu của nó cho tới cái đuôi của nó là 26 cm. Đây, từ cái đầu này tới cái đuôi này là 26 cm nha các bác. Đấy, và cái chiều này của nó thì 3,5. Chiều này 3,5 cm. Ok nha. Đấy, có cái dây đeo là móc này. Đấy, thì em sẽ test điện. Đây, em sẽ test điện nha các bác. Đây, này điện 220 nhưng mà nó là 230 mấy V. Cái này là test điện không tiếp xúc nha các bác. Đấy, mình không phải giống như cái bút thử điện ấy, thì mình phải cầm vào một cái sắt của nó thì nó mới lên, còn cái này là nhựa này. Các bác không cần, các bác cầm cái dây này các bác cứ để vào nó lên, nó kêu đây nhá. Đấy thì ví dụ đây là dây mát không có điện này. Còn đây là dây nửa này. Đấy, con điện nó sẽ tít 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 như này. Đấy là điện 220 điện gia đình nha. Đấy. Còn điện 100V để em đây cái góc này của em là điện 100V này. Đấy. Điện 100V. Đấy. Thì cái quay em đang để đây, em lấy em chi em để đó các bác. Đấy, điện 100V. Nói chung là tít hết. Đấy, đây nha, không lên này. Đấy, cái con điện nó báo như này. Chứ còn nếu như cái bút thử điện bình thường mà các bác mua mấy chục ngàn á hoặc là gì đó thì nó không có thử được điện này. Điện dài cao đâu, cái này nó thử tới 7000V nha các bác. Đấy, rất xịn sò nha. Cái này mã số 8, 700K. Rất mới nha, rất mới này, nhìn đúng kiểu điện lực luôn ha. Đấy, này rất xịn sò nha. Cái này nó dùng cục pin 9V nha các bác. Đấy, nó dùng cục pin 9V.
pin ba la này, pin pin chịu đúng không, pin 9V này đấy, trong nó này đó, nút này thôi. Nó có ký hiệu âm dương này đấy. Dương này, âm này, thì đây dương này đấy, các bác cứ đút theo chiều này thôi. Đút sai thì nó chả sao cả, đút đúng thì nó kêu, đút sai nó không kêu thế thôi, sai nó không lên vậy thôi đó. Test này đấy, ok nha các bác, cái này mã số 8700K đấy, các bác mua dùng đa năng luôn, để em bán toàn đồ đa năng thôi. Rồi tiếp theo giới thiệu các bác là một chiếc đồng hồ Yokogawa đấy, mã số 6600K Yokogawa, model là 2414 đấy, cái này rất đẹp nha, mỗi tội nó không có hộp thôi, mỗi chiếc em bán cái kia có hộp nhưng mà nó lại cũ hơn, còn cái này không có hộp nhưng lại rất mới đấy, rất mới nha các bác, nhìn này rất mới nha. Yokogawa Japan nha, Tokyo Japan đấy, đây em tháo bên trong này. Rồi ok chưa, đấy em lắp cục pin ba la mới đấy. Rồi. Đó. Rồi để mà test nha các bác. Đây dây của nó đây, dây cũng rất đẹp luôn, dây cái con này rất đẹp, dài nha, mềm, rất mới nha, người rất mới này, dài này, mềm nha, dây con này đẹp lắm luôn á. Con này máy nó đẹp, mỗi tội là nó không có cái hộp thôi, chứ có cái hộp là bán là hơi bị nhiều tiền đó các bác. Cái hộp nó rất xịn sò đấy, này nó không có hộp, nó về sao em bán vậy. Rồi các bác cắm đây nha. Rồi volt này, ôm này, ampe này đó, cái này là điện cao, giải cao 1000V này, nó cắm đây đó, còn mình thường nó cắm đây hơn đó. Rồi x10 xem nào. Rồi để em zoom nó sướng rồi các bác coi nha, rồi dễ nha, đấy nét chưa. Rồi chỉnh về không này, rồi con này 10 ôm nha, đấy 10 thì nó sẽ là số 1 tại vì nó là x nhân 10 mà, đấy 01 này, 10 nó sẽ là số 1 đó, ok nha. Rồi x100 này, chỉnh kim này. Rồi x100 sau con 2k2 này, đấy 22 các bác thấy không. Đấy 20 đi nhá, 22 nhá. Đó, thấy chưa? 2K2 này. Rồi, X1K này, chắc là 1000 á nha. Sóc kim này. Rồi, con này 59 số 10 này. Đấy, 59 số 10 thấy chưa? Ok nha. Rồi. Đo điện AC để 250V nha. Đấy, AC để 250 nha các bác. Đấy 250 thì các bác cứ nhìn cái thang 250 này này. Đây là 200V này. Đấy. Rồi, cắm điện. Đó. Ok chưa? 200 mấy 230 chưa? Rồi. Đo điện DC. DC 500 này, 500 thì nó chỉ nhít kim thôi, cái cục pin này mà, này, đấy, cục pin này đó, 125 này, đấy, 25V này, đó, 10V nha, rồi để 5V đo cục pin này, đấy, 1.6, rồi ok nha các bạn. Đấy, cho nó nhỏ lại, rồi. Một chiếc đồng hồ Yokogawa model là 2414 đấy, 2414 nha. Rồi mã số 6600K. Rồi 600 nha. Đấy.
dây rất đẹp nha các bác, dây dài mềm đẹp và mới đấy, này rất đẹp nha, đó và lại rất rẻ, đầu tháng bán giao lưu rẻ các bác 600 không có lời. Rồi tiếp theo là một chiếc đồng hồ điện tử, nó cũng là mini nhưng mà không phải là mini lắm. Đây rồi các bác, bên ngoài ở đây cái khung của nó này 8,5 cm, 8,5, còn cái chiều này là 13,5. Đấy, còn cái hộp của nó thì đây, đấy, hộp là 14 này, chiều này 12. Ô sao đấy, đúng rồi đấy. Rồi cái này thì có sách hướng dẫn sử dụng nha, đấy hộp này có sách hướng dẫn sử dụng này đó. Con này mã số 7 650k, số 7 650k nha. Đấy, cái công tắc bật của nó ở đây. Rồi bật nguồn ở đây. Đấy. Cái này thì em chỉ test những cái tính năng của nó thôi nha, tại vì là tháo cái này ra nó có mấy cái chốt ở đây này. Nắp của nó khó lắm, mà nó lâu lắm các bác. Còn em tháo em coi hết này, em thay pin mà. Bao zin cho các bác luôn nha. Đấy, như các bác về các bác cứ tháo, nhưng mà tháo phải cẩn thận cái chốt này này. Cái chốt này nha, nó rất chi là khó lắp, nếu như các bác không quen đấy, các bác tháo nhà các bác lắp vào là không lắp được luôn, hoặc là nó mất cái chốt, nó có hai cái lá đồng, nó phải đúng chiều của nó nha, nó có một cái chiều, nói chung là em tháo nhiều để em biết. Còn nếu các bác mà chưa tháo, tại vì là các bác không thể tháo từ từ, tháo nó cái nó sẽ bung cái này ra, nó sẽ bung cái chốt của cái này ra, cho nên tốt nhất các bác đừng có tháo nó bung chốt này nha, lắp vào khó lắm, lắp vào thì tìm tòi thì cũng lắp được nhưng mà lắp lâu lắm nha các bác, nên các bác đừng có tháo, này em coi hết rồi, zin hết rồi. Đấy, các bác về các bác cứ tháo thoải mái, nhưng mà tháo ra cái này lắp hơi bị khó đấy nha. Em các bác phải chú ý lắp cái này khó lắm. Nhiều khi lắp nhầm lung tung từ lưa nó không có bật tắt này được đâu. Đấy. Rồi. Thì cái này cũng chả có tác dụng gì cả đâu các bác, đừng có tháo làm chi cả. Rồi, cái này là một chiếc đồng hồ modern này. Mà Sanwa nha, Sanwa. Đấy, Sanwa modern MD180C. Đấy, 180C. Đây, 180C. Này chữ của ông Nhật không biết đây, em cứ để yên đấy. Rồi bác có về bác tẩy thì tẩy, còn không nữa cứ để vậy nhá. Rồi, cái này đo điện AC DC tới 1000V nha. Đấy, tới 1000V. AC DC tới 1000V. Rồi. Đo diode có còi nha. Còi báo diode thông mạch có còi báo này. Rồi. Nói chung là những cái tính năng đầy đủ, tính năng cơ bản, mỗi cái là không có đo tụ thôi. Đấy, đồng hồ có đo tụ thì nó cũng ít. Đây thì cái dây của nó nha, dây của nó là dây Nhật mới nha, không phải dây zin của nó, không phải dây zin nha, đây là dây Nhật mới, tại vì về em nhập về thì nó không có dây, em lấy cái dây Nhật mới của em cho vào đấy, chứ không có dây zin nha, cái này nó không có dây zin, nó không có nhập về, nó không có dây đó, nó chỉ có hộp giấy và sách đó. Thì bởi vậy nên em bán 650k, chứ dây zin của nó thì nó lại giá khác nha các bác. Đấy, cái hộp nó cũng rất đẹp này, hộp rất mới này, có dây sách này. Đấy, rồi em sẽ test tính năng của nó nha các bác. Đó thì em sẽ lấy cái dây này để em đỡ mình lên dỡ đời dây này ra. Đấy. Rồi, điện này. Rồi. Cho xích cái này cái. Tắt nó rồi. Này để lâu nó pin nó tự tắt đấy các bác. Nè, em đang để cái này mà nó tắt rồi. Nó để lâu nó tự tắt để tiết kiệm pin ấy, ấn nó lên. Rồi. AC rồi. Đấy, 232V mạnh. Rồi để em test nha các bác. Rồi, âm dương. Đó. Rồi em sẽ test điện trước nha. Thì điện gia đình mình thường thường là 220, 230. Nếu mà để cái thang 200 này thì nó sẽ không báo, tại vì quá cái dòng của nó sẽ báo lỗi. Thì mình cứ để thang 1000 nha. Để thang 1000 nha các bác. Rồi em đo này. Nó sẽ chạy. Cái này nó sẽ chạy từ từ, từ từ, từ nó lên. Nó lên.
đấy, chứ không phải là nó báo sai nhé bác. Các bác cứ để một tí nó chạy, cái này nó cứ chạy từ từ giống đồng kim nó lên từ từ vậy, tí nó chạy tới luôn. Đầu tiên này em cứ tưởng nó ra sai nhưng không phải đâu các bác, thấy không? 231 này, 232 này, chênh lệch chứ vôn không đáng kể đúng không? Đó, nó chạy. Rồi nhưng mà lần đầu thôi, lần sau lại nhanh. Đấy, lần đầu thôi. Kiểu như là nó có cái bộ nhớ nó sánh trong này sao đây nhá, lần đầu nó chạy lâu vậy nhá, lần sau này nó chạy rất nhanh. Thấy không? Đó, chạy rất nhanh nha. Này, rút này. Cho vào này. Kiểu như nó có bộ nhớ. Đó. Thì hai cái nó chênh nhập có vôn thôi, có vôn thôi nha. Đấy là cái cho phép. Rồi AC DC này, DC thì test cái cục pin này. Đấy 200 này, đó 9,9 này. 20 này, cũng 9,9 này, 2V thì đo cục pin 1,5 này. Đấy 1.6 mấy này. Rồi đo đây, thông mạch và diode nó có tiếng kêu nha. Đấy, tiếng còi bít 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 nha. Rồi diode này. Đó, một chiều cho điện đi qua và một chiều không cho điện đi qua này. Rồi. Đo ohm, đại thang 200 ohm, đo con 10 ohm nha. Đấy, 10.4. Ha, 10.4 ohm. Rồi, đấy 2K thì không được, con này 2K2. Đấy, 20K. Đấy, 20K. Đấy, 2.17. Con này nó là 2.17 á. Rồi đây 200k. Đấy 58, 59,7. Thấy không? Rồi ok nha các bác. Đầy đủ tính năng. Một chiếc đồng hồ Sanwa. Đấy cũng rất mới. Đầy đủ hướng dẫn, hộp. Rồi tắt đây. Đó, rất mới nha các bác. Mã số 7, 650k. Các bác chuyển khoản em bao ship nha. Đấy, chuyển khoản em bao ship. Tại vì là chuyển khoản ấy, thì em không phải mất cái phí mà thu tiền COD thì em miễn ship. Còn nếu mà không chuyển ấy, thì là nó thu cả cái tiền mà thu COD đấy, mấy chục ngàn các bác. Rồi ok nhé bác, mã số 7 650k. Rồi mã số 8. Số 8 là một chiếc đồng hồ Sanwa Kit 8D. Cái này thì model huyền thoại rồi, rất phổ thông ở Việt Nam. Đấy, cái này thì nó rất mới nha các bác, rất mới. Đây, rất mới luôn. Đó, cũng video trước em cũng bán con Kit 8D nhưng mà nó cũ hơn con này xíu, mà nó không có cái nắp này này. Đấy, còn con này thì nó có cả nắp luôn. Đây, cái này có cả lắp trước luôn. Lúc trước em bán không có lắp này. Đấy, con này có cả lắp luôn. Con này thì mã số 9, 750k. Đấy, 750 nha các bác. 750, nó có lắp hết. Rồi, cái này cũng rất mới luôn. Đây, cái đầu của nó này. Đầu mạ vàng này. Đấy, bây giờ rất mới nha. Đó, rất mới. Đầu này, để bỏ cái đầu nha. Để test dây. Rồi con này thì cũng không có giới thiệu nhiều tại vì em bán cái này cũng nhiều rồi đó, thì em sẽ tháo bên trong cho nó coi rồi em test mấy tính năng của nó thôi nha. Rồi đấy, rồi. Này nó có cái chốt ở đây đấy. Rồi cái này thì em cũng thay pin hết rồi đó. Không phải là thay mà là về nhà là không có pin, người ta tháo pin nha. Đấy, nên là em lắp pin vào thôi. Đấy, rất đẹp nha các bác. Rồi. Người ta để không dùng mà người ta tháo pin nên là mình mừng rồi. Chứ để pin lâu quá hết pin là nó chảy nước, pin nhiều khi hỏng cả máy luôn. Rồi ok, cái này có cả lắp nha các bác. Đấy, để em test xong rồi tí em lắp nó nè. Cái này zoom nó sướng, zoom
nhấc nhấc này là được. Đây, cho cái này vào đây. Đấy, rồi ok. Em test những cái tính năng cơ bản của nó thôi. Rồi, nó điện AC để 300V nha các bác. Cái này nó có thang 300. Đây 300, đây 250, 200. Đấy các bác cứ nhìn cái thang này nha. Rồi. AC. Đấy. 225 này, 226 này. Mỗi một cái đây nha, cái này mỗi một cái nó là 5V nha các bác. Đây đồng hồ kim. Tức là mỗi vạch nó là 5V nha. Ví dụ đây là 225 này. 5 10 15 20 25 này, đấy nó là 250, mỗi vạch nó là 5V. Đấy. Rồi. Đó, thì 225 ở đây một vạch là 230, thấy không? Là 230V. Đó, ok chưa? Hiện đây thì 231. Đấy. Rồi, đó điện DC này, DC. AC thì cái này để cho nhích kim này các bác biết thôi, đó là nó còn dùng được thôi. Đấy. Đó. Rồi, nhích này. Đấy, lên này, 12 nhé, 12 đây thang 12 nhé. Đấy, chiếm luôn mấy 10V này. Rồi thang 3V này. Đó, 15 16 ok nha. Rồi đo điện trở nha các bác. Đấy, điện trở. Cái thang X1. X1 so kim này. Rồi không. Đấy, 10 ôm nha. Ok chưa? Đó, 10 ôm nha. Rồi thang X10. X10, rồi 2K2 này. Đấy, 2K2 nha. Rồi X1K này. 1K này. À, 5960 này. Đó, ok chưa? Đây nhá, 5060 này. Đấy. Rồi, con này 2K2 này. Đó, 2K2. Rồi đầy đủ hết những cái tính năng nha các bác. Rồi, tắt này, tắt này, có cả tắt này. Cái này là đồng hồ nó có bộ khung kim chất lượng cao đấy các bác, tao băng này. Rồi, mã số 9750K. Đấy, đồng hồ rất mới. Cái này mới ra bán Việt Nam đâu đó triệu mấy. Triệu mấy. Và không biết là cái hàng mới thì nó là hàng gì, nó nhiều khi đồ giả và thật cũng chả biết được. Đấy. Rồi. Đấy, cái này nó có lắp này. Lắp. Đấy, lắp bảo vệ. Lắp bảo vệ. Đấy. Rồi, ok nha, mã số 9750K. Rồi, chiếc đồng hồ cuối cùng của video ngày đầu tháng hôm nay là chiếc đồng hồ đo tụ đấy, Sanwa PC20TK. Cái này thì em bán rất nhiều. Rồi, đấy, đo tụ. Đấy, cái này mã số 10 1 triệu nha các bác. Đây, dây đây. Đó, cái này thì chỉ có máy và dây thôi nha. Máy và dây không có hộp nha các bác. Bữa trước mấy cái em có hộp thì có cái hộp để em bán đâu đó 1.4 triệu gì đó. Còn cái này nó chỉ máy rồi. Dây thì dây Nhật mới nha. Không phải dây zin của nó nha các bác. Không phải dây zin. Là dây Nhật mới thôi. Nhưng mà dây này cũng rất tốt đấy các bác. Đấy. Thì để em tháo bên trong cho các bác coi nha. Đây. Đấy. Cái này nó có cái lẫy pin ở đây. Đấy. Rồi. Pin này. Đây các bác coi bên trong máy nha. Đó. Nguyên zin nha các bác. Nguyên zin. Đấy. Ok chưa? Đấy. Khi mà các bác tháo ra thì phải lựa, các bác nắp vào thì lựa cái pin, cái chân pin này này. Đấy, nó vào đây. À, đó. Rồi.
khít một cái là được, con xoáy con vít này đấy. Rồi bật lên, ok. Em kiếm cái nào nó không nóa, cái góc này nó không nóa. Rồi cái này được, thì đây dây nhé, lấy cái dây là em test cho nhanh. Rồi âm dương đấy. Rồi test điện DC này, DC này. Rồi cục pin này 9 phẩy mấy 10V này, đó 9,82 này. Rồi cục pin này đó 1.6 này, nó để auto nhé. Còn nếu các bác muốn chỉnh cái đây là em đang để cái chế độ auto là tự động nhé. Còn các bác muốn chỉnh mà muốn lấy cái giá trị nhỏ, chỉ số nhỏ của nó thì các bác chỉnh đây này. Đấy, cái số dấu chấm này nó nhảy này. Đấy, lớn nhỏ chuyển cái giá trị để các bác đọc những cái số nhỏ sau cùng ấy. Đấy nha. Rồi còn chuyển chế độ, bây giờ nó đang là DC nha. Đấy, chuyển chế độ AC thì các bác chuyển cái này. Đấy, nó sang AC nha. Đấy, sang AC này. Rồi AC này 232V. Đấy, 232 thấy không? 233,7 này, 232, nó chênh lệch nhau 1V không đáng kể, đúng không? Đấy. Ok chưa? Đấy, rồi. Nó điện xong rồi đó, nó ôm, nó ôm mình các bác chỉnh như thế này. Các bác để như vậy nó sẽ auto nha. Nó ôm nó diode nó thông mạch, nó auto. Đấy. Nó ôm nha các bác. Rồi. Nó sẽ chạy. Nó auto mà thì nó sẽ chạy đó 9,9 ohm. Đấy, con này 2K2 này. Đó, 2.17 này, con này 59,7 này. Đó, 59,6 ha. Rồi, đó thế chuyển những cái giá trị này. Đấy, đo diode thì một ấn đây. Diode này. Đó lên này. Không lên này. Rồi. Đây, diode bắt qua ra con này nè. Này không có đo diode bắt qua. Rồi, nó thông mạch. Đó, thông mạch thì nó sẽ kêu như vậy. Auto. Rồi. Cái nút này là nút giữ giá trị thôi các bác. Đấy, giữ giá trị là nó không có nhảy đi đâu nữa. Đấy, giữ giá trị thôi. Rồi, tính năng đo tụ này. Đo tụ nha các bác. Đây, cái này em có con tụ 2mm này. 2mm nha. Đó, đo tụ này. Đấy, 1.99,6mm. Ừ. Đó. Còn lại này. 99,7 này. Ok nha. Cái này thì các bác mấy cái này thì bữa trước em bán nhiều lắm, nó về nhiều, bữa nay nó chỉ về được có cái này. Đó thì đấy tắt này. Rồi cái này đo minimbe thôi. Đó thì cái này mã số 10 nhá, 1 triệu nhá các bác. Đấy, 1 triệu. Rồi ok nhá, đầy đủ tính năng rất đẹp. Đấy, dây của nó đây, dây mới của Nhật nha các bác. Đó, 1 triệu rồi. Cái video test đồ báo giá hôm nay em đến đây là hết. Thì mọi người coi video cho em xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nha. Để kênh em phát triển thì em sẽ có nhiều sản phẩm tốt hơn gửi tới mọi người. Rồi, xin chào mọi người.